Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh nhà đẹp kiến trúc sư Lại Văn Dương. Hôm nay thì Dương review cái bộ hồ sơ kiến trúc. Đây là một công trình gia đình nhà ở, chủ đầu tư là anh Hải, địa chỉ xây dựng là ở Thụy Lôi, Kim Bảng, Hà Lan, đơn vị tư vấn thiết kế là công ty cổ phần kiến trúc Osaka. Sau khi mà hồ sơ hoàn thành thì được chúng tôi in thành hai bộ như thế này. Một bộ thì chúng ta sẽ bàn giao cho các thợ, một bộ thì gia đình giữ. Để mà hoàn thiện được hai cái bộ hồ sơ như thế này thì chúng tôi có bao gồm rất nhiều bước, bao gồm có bước đo đạc khảo sát hiện trạng đất, xác định độ số đất và thế đất. Bước thứ hai là sẽ lên mặt bằng công năng phong thủy. Sau đó từ cái mặt bằng công năng phong thủy thì chúng ta sẽ lên được cái phương án là mặt bằng công năng chi tiết, rồi đến cái phương pháp khi mà xong chốt được cái công năng, chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo là cái phần lên 3D phô cảnh công trình. Như cái bề ngoài công trình chúng ta nhìn đẹp và hình dạng ra làm sao đó. Thì sau khi mà trao đổi và lên các phương án gia đình đồng ý thì chúng ta sẽ chốt những cái phương án như vậy. Cứ như vậy quá trình này được diễn ra cho đến khi mà cái bộ hồ sơ của chúng ta được hoàn thành. Không làm mất thời gian của các bạn nữa thì hôm nay Dương sẽ review với các bạn. Đây là một công trình nhà phố 2 tầng, 2 tầng nha các bác nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào. Rồi, đây trên tay Dương và trước mặt các bạn đang nhìn thấy đây, đây là một cái công trình, một bộ hồ sơ. Ban đầu không thể thiếu được đó chính là cái phần danh mục bản vẽ. Cái phần danh mục bản vẽ này sẽ giúp quý vị và các bạn tìm đến cái phần mà chúng ta muốn xem một cách nhanh chóng nhất. Nó có tác dụng như cái phần phụ lục của như cái phần phụ lục của sách giáo khoa thì các bác. Các bạn đã nhìn thấy trước mặt đây, đây là cái phần 3D của phần công trình. Công trình này thì cái chiều là cái bề mặt này là 12 m, cái chiều sâu là có 10 là có 6,7 m thôi. Đây thì chúng tôi được chia thành hai phần. Đây là cái góc view chúng ta sẽ nhìn từ phía cạnh, từ góc cạnh. Đây là cái, đây là một cái điểm view nữa. Ở đây thì được công trình này thì được chúng tôi sử dụng cái màu trắng làm chủ đạo, kết hợp với những cái màu xanh, là những cái màu xanh đây tạo nên những cái hình khối của căn nhà, tạo những cái điểm nhấn cho căn nhà. Đồng thời thì đây có được cái phần cọc này, phần thép mỹ thuật che cái sân để xe này, và cái phần thanh nam này kết hợp với cái hệ thống đèn trần cũng như là cái phần đèn hắt ở cái thanh nam này để tăng thêm cái điểm nhấn cho công trình. Đồng thời với cái hệ thống đèn này sẽ giúp cho công trình của chúng ta về đêm sáng và đẹp hơn. Công trình này thì được chúng tôi sử dụng 100% là nhôm kính Sinpha. Đấy, từ cửa đi cho đến cửa sổ và những cái điểm thông phòng như thế này đều sử dụng nhôm kính Sinpha. Cái việc sử dụng nhôm kính Sinpha thì thứ nhất cái ưu điểm của nó là chống chọi được cái thời tiết nắng nóng mưa nhiều ở khu vực miền Bắc, và thứ hai là cái việc sử dụng cái cửa kính như vậy sẽ tận dụng sử dụng được tối đa cái nguồn ánh sáng tự nhiên, làm cho không gian phòng của chúng ta được sáng, sang trọng và thoáng hơn rất là nhiều. Quý vị và các bạn có nhu cầu về tư vấn thiết kế cũng như là cần hỗ trợ về kỹ thuật thi công thì liên hệ ngay với Dương qua số hotline 0982 900 345. Dương cùng với đội ngũ kiến trúc Osaka giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn, cũng như là cung cấp những cái mẫu nhà đẹp để quý vị và các bạn tham khảo lấy ý tưởng xây dựng cho căn nhà nhà mình. Cái bộ hồ sơ này thì bao gồm có 4 phần chính. Thứ nhất là phần kiến trúc, thứ hai là phần kết cấu, thứ ba là phần điện, tư là phần cấp thoát nước. Hôm nay thì bộ hồ sơ này thì Dương sẽ review qua chi tiết về phần mặt bằng công năng thôi, những cái phần về kết cấu hay là về phần điện nước. Đây là những cái phần ký hiệu chung dùng trong cái bản vẽ nhé. Ngay từ ban đầu thì Dương cũng chia sẻ với các bạn đó,
Và Dương cũng chia sẻ với các bạn thì công trình này thì có kích thước là ngay từ đầu thì Dương cũng chia sẻ với các bạn là công trình này kích thước là 6,7 nhân với 12, và dưới đây là cái mặt bằng công năng tầng 1, và dưới tầng 1 này thì chúng tôi bố trí đây là một khu vực sân để xe máy, thẳng cái khu vực sân để xe máy đi vào. Chúng tôi bố trí cửa đại với cửa chính bình đường rộng mở, phía sau cánh cửa đó chính là khu vực phòng khách. Khu vực phòng khách này thì được chúng tôi bố trí với diện tích là 14 mét vuông. Bên cạnh đây là khu vực bàn ăn và khu vực bếp nhà mình, và đây là khu vực cầu thang. Như quý vị và các bạn nhìn thấy đây, khu vực bếp này, khu cầu thang này, khu vực bếp này, khu vực khách này được thiết kế liền kề liên thông nhau, thì cái việc mà sử dụng vay mượn cái không gian của nhau nên tạo ra cái căn nhà của chúng ta được rộng và thoáng hơn rất là nhiều. Ngoài ra ở đây chúng tôi được bố trí một cái cửa lách ở đây. Cái cửa lách này có tác dụng khi mà chúng ta đi chợ về, là có thể xách những cái làn thực phẩm về chúng ta mang vào đây, chúng ta bỏ vào tủ lạnh, chúng ta sơ chế và nấu nướng mà không ảnh hưởng gì đến khách đang ngồi ở vị trí này. Và sau này cái vị trí này chúng ta có thể sử dụng những cái thanh lam chúng ta chắn đi. Và bên trong đây là một phòng ngủ. Phòng ngủ này thì có kích thước là 3,5 nhân với 3,2, nó rơi vào là 11,4 mét vuông. Đây là cái khu vực của nhà vệ sinh, của nhà tắm. Khu nhà tắm, trong nhà tắm thì được chúng tôi sắp xếp là có vòi sen này, có lavabo này, và bên này đây là khu vực nhà, khu vực bệt xí đấy, khu vực bệt xí này có bệt xí này, có tiểu lam này, có tiểu lam đứng này đấy, và đây là đây là cái khu vực chậu rửa tay nữa đấy. Thì với cái kích thước là 6,7 nhân với 12 thì như các bạn đang nhìn thấy đây, tôi sẽ có là khu vực để xe, khu vực phòng khách, khu vực phòng bếp, khu vực cầu thang, khu vực phòng ngủ và khu vực nhà vệ sinh. Đây là cái phần mặt bằng kiến trúc tầng 1 dưới dạng 3D. Và dưới dạng 3D này thì nó giúp cho chúng ta nhìn hình dung một cách trực quan hơn về căn nhà của mình, cái cách sắp xếp nội thất của mình. Đấy, rất là trực quan, rất là dễ dàng. Tất cả mọi người, kể cả những người mà chưa đọc bản vẽ bao giờ, chúng ta nhìn vào đây đều hình dung được một cách rất là chính xác. Tiếp theo đây là cái mặt bằng kiến trúc tầng 2. Trên tầng 2 này thì đây là cái phần thép mỹ thuật có máy kính ở trên này để chắn mưa cho cái khu vực để xe, nhưng vẫn lấy được ánh sáng cho cái khu vực phòng khách ở bên dưới của nhà mình. Thẳng vào thì đây là cái phần sảnh ban công này, để chúng ta có thể ra ngoài hóng gió. Đây là khu vực phòng ngủ. Phòng ngủ này có diện tích là 13 mét vuông. Bên cạnh đây là khu trung tâm. Khu trung tâm này, khi mà bước cầu thang, hết vài cầu thang từ tầng 1 lên, thì đây là khu vực trung tâm của chúng tôi thiết kế. Đây là khu vực phòng thờ. Đây là khu vực phòng thờ, có diện tích rất là rộng, thoáng. Bên trong này, đây là khu vực phòng ngủ. Khu vực phòng ngủ có diện tích là 13 mét vuông, gần 14 mét vuông. Đây thì được chúng tôi tận dụng, đây là khu vực nhà vệ sinh chung, có vòi sen, có chậu xí, có lavabo. Ở đây thì chúng tôi tận dụng một cái kho. Cái kho này có diện tích là 3,7 mét vuông. Chúng ta có thể để những cái đồ ít dùng, hay là để những cái đồ theo mùa. Mùa đông thì chúng ta để quạt, mùa hè chúng ta để chăn đệm trên đấy. Đây là cái 3D phối cảnh 3D, cái mặt bằng kiến trúc tầng 2. Các bạn nhìn đây, các bạn hình dung rất là dễ dàng và trực quan hơn. Trên tum trên này thì sau này gia chủ là lên thêm tầng, tuy nhiên thì hiện tại giờ không lên. Trên này chúng ta chỉ xây lên tầm khoảng cao khoảng 2,5 m, chúng ta lợp tôn thôi, lợp tôn, và để chúng ta có cái lối đi ra đây, đến khu vực sân thượng, đến khu vực sân phơi máy giặt. Đấy là toàn bộ cái phần mặt bằng công năng của công trình. Tiếp theo thì nó sẽ có một cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ thấy những cái phần như mặt bằng định vị tường xây của các tầng. Mà cái mặt bằng định vị tường xây này thì chúng tôi sẽ thể hiện rõ những khu vực nào là xây tường 20, những khu vực nào là xây tường 10. Xung quanh thì chúng tôi sử dụng là xây tường 20 để đảm bảo về chống thấm, chống ngấm, chống ồn được tốt hơn, như là bảo vệ căn nhà của chúng ta được tốt hơn.
Những cái vách ngăn ở bên trong này thì chúng tôi sử dụng là xây tầng 10. Tất cả các tầng đều như vậy. Đó thì tiếp theo thì là đến những cái phần bổ chi tiết. Những phần bổ chi tiết rồi chúng tôi thể hiện chi tiết rõ ràng là kích thước chiều cao tầng. Từng kích thước chiều cao tầng này, từng cái đường phào chỉ của kích thước như thế nào này, chân phào như thế nào, thì đều được chúng tôi thể hiện rất là chi tiết độ dày của phào. Đấy, và từng cái phần chiều cao của các tầng đi tất cả những cái kích thước rõ ràng như này, để đảm bảo cho các bác thợ thi công đúng chuẩn, và sau khi xây dựng cái công trình nhà mình hoàn thành thì được đúng như bản vẽ, đúng như cái ban địa phương cảnh của công trình. Sẽ có những phần chi tiết về thang, chi tiết về cửa. Đấy, có mặt bằng cửa của các tầng. Cái mặt bằng cửa thì được chúng tôi thiết kế sắp xếp theo phong thủy, vào cái cung tài lộc, cung số đỏ chuẩn theo lộ bay, nhớ các bác nhé. Và đây là phần chi tiết cầu thang này, phần này rất là dài, dương dở qua thôi. Những cái phần sau này thì dương dở qua để quý vị và các bạn tham khảo thôi. Phần kết cấu thì sau mỗi phần như phần đồ là thép móng này, thép mái này thì đều được chúng tôi thống kê những cái phần có thép được sử dụng, đều được chúng tôi thống kê những cái phần có thép sử dụng. Đây là phần kết cấu rất là dài nhé. Nói thì hôm nay thì Dương cũng review qua thôi. Tiếp theo là đến cái phần điện và phần nước. Phần điện của chúng ta sẽ bao gồm có những cái gì? Phần điện của chúng ta bao gồm có là cái phần mặt bằng cấp điện của cắm tầng 1, tầng 2 và tầng tung, mặt bằng chiếu sáng tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó, và mặt bằng điều hòa, mặt bằng mạng LAN, camera và những sơ đồ vị trí hoạt động của hệ thống điện, mạng LAN, hệ thống camera, như là hệ thống điều hòa. Phần cuối cùng đó chính là phần nước. Phần nước của chúng ta sẽ có bao gồm phần cấp nước và phần thoát nước. Trong phần cấp nước thì chúng ta sẽ có bao gồm cấp nước từ ngoài hệ thống đô thị của chúng ta vào trong cái bể chứa, và sau khi mà cấp vào bể chứa xong thì chúng ta sẽ dùng bơm lên test. Cái test đó thì có tác dụng là cấp nước toàn bộ cho những cái khu vực trong nhà mình sinh hoạt hàng ngày, như khu vực bếp, khu vực nhà vệ sinh hoặc là những khu vực vòi xả nhanh. Hệ thống thứ hai là hệ thống thoát nước. Trong cái phần thoát nước này thì sẽ chia thành hai phần. Phần đầu tiên đó chính là cái hệ thống thoát nước, nước mưa, nước ở trên mái hoặc là nước ở khu vực ban công, hoặc là nước mà chúng ta rửa tay rửa chân ở trong các nhà vệ sinh, hoặc là ở những cái khu vực mà chúng ta chế biến thức ăn thực phẩm, trong khu vực bếp. Đấy, người ta gọi là đến là phân ra thành nước sinh hoạt. Hệ thống thoát nước sinh hoạt, nước mưa là chúng ta gồm vào một. Hệ thống thứ hai là hệ thống mà chúng ta sẽ thoát nước, thoát từ những cái khu vực bệt xí nhà mình. Đấy, khu vực bệt xí được dẫn ra. Đấy, đây tầng một cũng vậy, được dẫn ra cái bể phốt. Những cái bể phốt này thì được chúng tôi chia thành ba ngăn. Đấy là ngăn chứa, ngăn nắng một và ngăn nắng hai. Sau đó thì mới sang cái hố ga của bên ngoài và chuyển ra cái hệ thống thoát nước bên ngoài. Thì như vậy là Dương đã review hết cái bộ hồ sơ kỹ thuật thi công. Đây là một căn nhà phố 2 tầng mang phong cách hiện đại. Một căn nhà như thế này thì cái bộ hồ sơ chúng ta dày vào tầm khoảng 200 trang giấy A3 như thế này nhé các bác nhé. Tầm khoảng 200 trang giấy A3 như thế này rất là đầy đủ và chi tiết. Dương cũng nhắc lại, đây là một cái căn nhà có diện tích là 6,7 nhân với 12, 6,7 nhân với 12, không đang sử dụng tầng 1, bao gồm có phòng khách này, phòng bếp này, khu vực vệ sinh này, một phòng ngủ này, khu vực vệ sinh. Tầng 2 bao gồm có hai phòng ngủ, một phòng thờ và một nhà vệ sinh chung, rất là rộng rãi và thoáng như thế này. Quý vị và các bạn nhớ follow Dương như là đăng ký kênh để nhận được những cái clip tiếp theo. Và quý vị và các bạn có nhu cầu về tư vấn thiết kế hay cần hỗ trợ về kỹ thuật thi công thì liên hệ ngay với Dương qua số hotline 0982 900 345. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.